Vâng, mình xin kính chào quý vị và các bạn. Giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, đây là cái tác phẩm Si, một tác phẩm phải nói là tuyệt vời, vô cùng đẹp. Tác phẩm này có cái tên hình như là Tổ quốc Việt Nam thì phải. Đây. Nó là hình bản đồ Việt Nam. Quý vị và các bạn về mặt này ngắm chính xác luôn. Hình dải đất chữ S của chúng ta đây ạ. Tổ quốc Việt Nam. Đấy. Một cây Si phải nói là rất là đẹp luôn. Già đẹp. Tác phẩm này thì thực ra là cũng đi trưng bày ở một số các cái triển lãm lớn rồi. Nếu như quý vị và các bạn lên trên YouTube cũng có thể là bắt gặp những một số các cái video hoặc một số các cái hình ảnh đã từng chia sẻ cho quý vị và các bạn. Nhưng mà thực ra là cái video này của Mạnh chia sẻ và Mạnh quay về cái cây này rất là chi tiết luôn đấy. Và chỗ các anh em trong hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long này, chỗ anh Hiệp này, số điện thoại là 0399903128 thì cũng nhã ý là muốn là quý vị nào mà có muốn giao lưu cây này thì liên hệ cho anh Hiệp. Đấy. Thực ra cây không phải nhiều tiền đâu quý vị ạ. Các bác cứ bảo là hàng dăm 70 tỷ thế này thế kia nhưng mà cây này không trong tầm đấy đâu ạ. Cây rất là đẹp thôi. Nhiều khi là quý vị cứ nhìn cái hình thumbnail của Mạnh là quý vị sợ. Toàn tỷ tỷ tỷ, tỷ 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 nhưng mà không phải như vậy. Nếu mà quý vị và các bạn thật sự thích, cứ alo cho anh Hiệp này. 0399903128, cây cực kỳ mềm giá luôn. Đây chỉ có 2 tỷ thôi. Vâng, giá mềm lắm. Đấy như anh Hiệp bảo là tầm 2 tỷ thôi. Cái cây Si. Tác phẩm Tổ quốc Việt Nam. Rất là đẹp quý vị ạ. Đây. Phần bệ này. Tôi quay cho quý vị phải nói là chậm rãi, rõ nét để quý vị và các bạn xem, quý vị và các bạn ngắm thật chi tiết. Đây là mặt sau này. Nãy Mạnh quay mặt trước cho quý vị xem rồi. Đây là mặt sau này, Mạnh đang lùi lại này. Đấy, Mạnh đang lùi lại, Mạnh quay cho quý vị này. Tác phẩm có tên là Tổ quốc Việt Nam. Đấy, như anh Hiệp đang bảo là tầm 2 tỷ. Anh Hiệp đứng lụi lại gần đây để cho quý bà con thấy được rằng là độ lớn của cây này như thế nào. Anh có thể đứng lên chậu cũng được. Thôi đứng đây được. Dạ. Đứng, đây. Đứng lên chậu cũng được mà, anh cứ đứng lên trèo lên chậu ôm cây. Đấy. Tác phẩm mình yêu mình quý. Đấy quý vị thấy không? Tác phẩm rất lớn, anh ôm vào đi. Anh ôm ôm vào đấy để cho quý vị thấy được là độ lớn của cây. Cây rất là lớn luôn. Mà quý nữa chứ. Một cây Si. Một có loại hàng gọi là cây Si như thế này. Vâng, cây Si này là quý lắm quý vị ạ. Qua cái hình ảnh video của Mạnh quay mình gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn thì quý vị và các bạn có được một cái nhìn tổng thể rõ nét nhất. Quay các ngóc ngách. Đây quý vị ạ. Còn cái phần bông tán rồi thì tay cành thì về quý vị và các bạn có thể là làm lại. Tôi thấy là các anh em quan trọng nhất là bệ cốt đây. Cây đẹp như này rồi, còn phần tay cái cành bông chi dăm ở trên thì làm trong vòng vài năm là xong thôi. Đẹp. Còn cái cốt, cái thân bệ ở dưới này thì không thể nào mà có thể nhanh được. Thời gian 5 tháng mà. Cây nó đã có tuổi đời rồi thì mãi mãi nó là cây già, mãi mãi nó là cây quý. Đây quý vị. Cây phải nói là quá quỷ, à quá cổ, thôi xin lỗi. Quá cổ, rất là quý. Đây, quý vị và các bạn nhìn này. Rất chi tiết phải không ạ? Anh Hiệp ơi, dạ. Anh có thể bê cho em ông tượng này đặt xuống đây tạm một chút, xong lại đặt lên. Để cho
Quý vị nhìn đấy. Đấy, chuẩn chưa? Đấy. Cái này thì trước đi trưng bày ở hội sinh vật cảnh Việt Nam đấy đúng không? Bao nhiêu? Cái này quý vật đang tầm quý nhân đây. Vâng. Thật ra mà nếu hòa 2 tỷ mà tôi mà giao lưu thì chắc cũng trôi rồi đấy, nhưng mà giữ để chơi. Để làm gọi là anh em nào kết thì chủ giao lưu, chủ vườn, chủ của gọi là làm hàng một chút đúng anh nhiều. Rồi ok đấy quý vị ạ, thì phải nói là cực kỳ rõ, cực kỳ chi tiết. Bác Ngọc bê cho em cái ông tượng trở lại đi, hãy quay bỏ ra này là cho các quý vị cũng như bà con xem là rõ lắm rồi. Đặt lên trên đó đấy, hình ông ý như ông gì đấy, ông gì đấy hả bác Ngọc? Thần trà. Thần trà à? Đấy rồi, video chỉ có 6 phút thôi quý vị ạ, nhưng mà rất là tổng thể, rất là chi tiết rồi. Bây giờ Mạnh sẽ dừng video ở đây. Quý vị và các bạn có nhu cầu mà muốn liên hệ thì alo cho anh Hiệp 0399 903 128, anh Hiệp ở hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Rồi Mạnh dừng video ở đây. Mạnh rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã thường xuyên theo dõi channel của Mạnh Bonsai cũng như là fanpage của Mạnh Bonsai. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh, follow fanpage để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Một lần nữa Mạnh xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.